chức năng rất đặc biệt, đó chính là khóa vân tay ở đây. Khóa bằng vân tay. Mẫu túi Kaelin Signature 668 của Kỳ Lân Luxury đơn giản, gọn nhưng công năng sử dụng được rất nhiều đồ. Đây là một trong những mẫu rất đẹp và đẹp tuyệt vời của Kỳ Lân Luxury. Với phần mít giữa da Togo và da cá này được Hermès chọn làm sử dụng trong da của mình. Đây có phiên bản là full da Togo hoặc là full da Swiss hoặc là full da cá luôn, thì tùy vào cái sở thích và cái ý muốn của khách Kỳ Lân sẽ thực hiện theo yêu cầu. Đây là một ngăn chính nè, đựng được rất nhiều đồ bên trong. Đây ngăn chính. Hai bên ngăn chính thì sẽ có hai ngăn phụ, một ngăn là không có gì kéo, một ngăn có gì kéo. Ngăn rộng rãi thoải mái để được nhiều đồ. Và ở ngoài mặt tiền chính diện thì sẽ có một ngăn nữa để đựng, mình sẽ đựng được tiền ở đây, đựng giấy tờ, đựng vật. Và ở đằng sau lưng cũng có một cái ngăn để đựng những cái vật nhỏ ở đây. Đây là ngăn. Cái mẫu túi Kaelin Signature 668 này thì có thêm một chức năng rất đặc biệt, đó chính là khóa vân tay ở đây. Khóa bằng vân tay, tiện lợi, gọn và bảo mật cho chúng ta trong những trường hợp cần thiết. Chiếc túi này có giá là trên 50 triệu bởi vì có sự kết hợp giữa da cá đặc biệt. Ở đây có một cái logo vương miện. Logo vương miện là logo biểu trưng của sự cao quý, sân trọng, quyền lực mà thể hiện sự dẫn đầu trong những cuộc chơi dành cho tất cả mọi người, ai cũng muốn đến hướng đến những điều đó. Và Kỳ Lân là đơn vị chuyên về handmade tất cả những thời trang đồ da cao cấp luxury từ những chất liệu, những thuộc, những con da từ da bê, da cá, từ những nhà thuộc da nổi tiếng trên thế giới và hàng đầu trên thế giới, chuyên cung cấp da cho tất cả các hãng thời trang da xa xỉ nổi tiếng trên toàn cầu như là Gucci, LV, Hermès, v.v. Và những phụ kiện cũng vậy, nhập tại những công ty chuyên về các phụ kiện cho những ngành đồ da cao cấp. Và đây là một trong những mẫu đẹp và tuyệt vời, mẫu mang tên Kaelin Signature 668 của Kỳ Lân Luxury và rất nhiều mẫu to hơn như là Kaelin Signature 779 hoặc là những mẫu khác nữa, hoặc là những cái mẫu nào độc bản theo yêu cầu của quý khách. Quý khách có ý tưởng hoặc là liên hệ với Kỳ Lân để cùng tạo ra những ý tưởng, Kỳ Lân sẽ thiết kế và hoàn thiện sản phẩm tinh tế nhất, chất lượng nhất theo tiêu chí luxury của Kỳ Lân và cũng là tiêu chí của tất cả các hãng lớn họ đang sử dụng, đó chính là sự tỉ mỉ, hoàn hảo và tinh tế từ trong ra ngoài. Xin cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công, đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sân trọng đẳng cấp thượng lưu nhé.